Cô chào các con. Ở clip trước, cô và Toliha đã giúp các con hình dung để chúng ta khai thác từ một bức tranh và nói về người trí thức. Bây giờ, chúng mình cùng sang tiếp phần thứ hai của bài ngày hôm nay, đó là phần nghe kể. Câu chuyện mà cô và Toliha kể cho các con ngày hôm nay cũng về một người trí thức. Câu chuyện có tên Nâng niu từng hạt giống. Cũng như mọi khi, các con sẽ cùng nhắm mắt lại để nghe cô kể và ghi nhớ phần nội dung nhé. Các con sẵn sàng chưa? Chúng mình bắt đầu nhé. Nâng niu từng hạt giống. Ông Lương Định Của là một nhà khoa học có công tạo ra nhiều giống lúa mới. Có lần, một người bạn nước ngoài gửi cho viện nghiên cứu của ông 10 hạt giống thóc quý. Giữa lúc ấy, trời rét đậm. Ông Của bảo, không thể để những hạt giống quý này nảy mầm rồi chết vì rét. Ông chia 10 hạt giống làm hai phần. 5 hạt ông đem gieo trong phòng thí nghiệm. Còn 5 hạt kia, ông ngâm nước ấm, gói vào khăn, tối tối ủ trong người, trùm chăn ngủ để hơi ấm của cơ thể làm cho thóc nảy mầm. Sau đợt rét kéo dài, chỉ có 5 hạt thóc của ông Của ủ trong người là giữ được mầm xanh. Câu chuyện cô vừa kể cho các con được trích theo lời kể của tác giả Minh Chuyên. Nào, cũng giống như mọi khi, bây giờ chúng ta sẽ dựa vào hệ thống câu hỏi để nhớ phần nội dung của câu chuyện nhé. Trước hết, câu hỏi đầu tiên chúng ta tìm hiểu để giới thiệu ngay từ đầu tiên nhân vật chính trong câu chuyện, đó là ông Lương Định Của là người như thế nào?